Rồi em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh kỷ vật chiến tranh của em nha. Hôm nay thì em vừa mới sưu tầm được một cái ba lô Việt Nam Cộng Hòa xưa. Cái này thì hàng nguyên rin toàn bộ, đã qua sử dụng nha. Thì cũng như là một vài cái túi sách nè, túi trống US. Ở đây thì có một cái túi này đặc biệt nè. Đây là cái túi của quân y thời xưa. Thì cái này lát nữa em sẽ giới thiệu với mọi người nha. Rồi hôm nay em lên clip 182 thì gồm 10 mã nha. Mọi người quan tâm mã nào thì cứ liên hệ với bên em 0983880344. Rồi em lên cái mã đầu tiên. Mã đầu tiên đây là mã 182 nha. Đây là một cái túi mặt nạ M17. Túi mặt nạ M17 mới 100%, hàng chưa qua sử dụng. Túi này thì chất liệu vải là bằng ni lông nha, vải bằng ni lông. Nó sản xuất đây này, nó còn nguyên cái tag luôn. Nó sản xuất là tháng 6 năm 1994 nha. Túi này là sản xuất tháng 6 năm 94. Hàng nguyên tem mác, hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ. Chất liệu vải ni lông kháng nước. Và đặc biệt là nó lâu năm nó cũng không có bị mục. Vải bố thì có thể lâu năm nó mục, nhưng mà vải ni lông thì lâu năm nó vẫn không có mục nha. Đây là một cái túi mặt nạ M17 series nè, dòng M17. Túi này khi mình đeo lên á, nó có hai sợi dây nè, một sợi dây trên. Khi mình đeo lên vai thì cái miệng túi nó sẽ nằm một bên nha. Lưu ý nè, cái chữ US nó quay lên trên thì cái miệng túi nó sẽ nằm một bên như thế này, chứ nó không phải là nằm ở bên trên giống như những cái túi thời trang bây giờ. Tại vì cái này là người ta thiết kế cho mục đích chuyên dụng của nó, tức là nó đựng cái mặt nạ phòng độc M17. Nó rất là to, nó không thể rớt được. Với thứ hai nữa là lúc mà người ta lính, người ta lấy nó rất là tiện lợi, nên là cái thiết kế của nó là cái nắp ở một bên như thế này nha. Anh em cân nhắc trước khi mình đặt hàng, chứ nhiều anh em đặt hàng xong về kêu ủa sao cái túi nó nằm một bên như thế này, đựng đồ nó rớt thì sao. Thì đó, thì em cũng có trình bày rồi, anh em nào coi mình cứ thích thì mình mới liên hệ nha. Rồi đây là cái cách mở nút của cái dòng túi này. Thì khi mình mở, mình nhớ luồn cái tay nó sâu vào trong chỗ ngay chỗ cái nút này, cái nút nó có một cái dấu chấm ngay cái mũi nhọn nha. Mình luồn sâu vào, mình giật đúng cái góc đó thì nó mới không bị đứt nút. Còn nếu mà mình ở bên hông này là nó bị đứt nút nha, lưu ý. Đấy, phải mở đúng cái hướng của nó. Đó, rất là nhẹ nhàng. Rồi, cái kích thước của cái túi này á thì 26 này nhân 11 này nhân 23. 26 nhân 11 nhân 23, túi này có giá là 650.000. 650.000 cho cái túi mặt nạ M17 này. Rồi, tiếp theo cũng là một cái túi mặt nạ M17, nhưng mà cái này thì chất liệu nó là vải bố. Cái này chất liệu vải bố, và cái này thì nó xưa hơn một xíu. Cái dòng vải bố này thì nó xưa hơn là cái ni lông nha. Hai cái thì kích thước nó đều như nhau, ngoại hình đều như nhau, nhưng mà nó chỉ khác về cái chất liệu vải thôi. Đó, cái này thì có giá 300.000 US nè. Cái này thì nó dán cắn nè, nó hàng lâu năm rồi nên là nó bạc màu theo thời gian, và dán nó cũng cắn có lỗ lỗ nè. Cái này thì em bán thì anh em về mình sưu tầm, hoặc là mình trưng bày ở mấy quán xá hay gì đó, hoặc là mình sưu tầm trưng bày. Kích thước thì nó cũng là 26 x 11 x 23. Đó, cái này thì nó cũ rồi nha, nhưng mà nó lành lặn, nó không bị đứt nút, không bị gì hết. Chẳng qua là cái màu nó hơi bạc, cái thứ hai nữa là dán nó cắn lỗ lỗ nhỏ nhỏ đây nè. Rồi, túi này có giá là 300.000, 182.1, giá 300. 182.2 thì đây là một cái túi bản đồ của Mỹ. Đó, ở phía sau này thì nó có hơi bạc màu chút xíu nè. Còn ở phía trước này thì mặt cái màu nó vẫn có đẹp, vẫn đẹp nha, US còn rõ nè. Đó, cái này mình có thể đựng được laptop hay là mình sách vở để mình đi học cũng được nha. Túi này thì sản xuất là đời 1982. Sản xuất đời 1982, một ngăn lớn ở bên trong. Và các cái ngăn này thì để mình găm mấy cái viết cái đồ vậy đó. Nguyên bản túi này hồi xưa thì người ta đựng bản đồ. Kích thước của nó thì 30 x 30, tức là bề ngang 30 này, bề cao này 30. Rồi, túi này có giá là 800.000, 182.2, 800.000. Lưu ý là ở phía sau nó có bạc màu sơ sơ nha, nhưng mà khi mình đeo á thì cái mặt này nó quay vào trong thì thực ra cũng không ai thấy. Ở đây thì nó có cái chữ, cái tên người lính trước, Bát Cô này.
Rồi 182.3. Đây là một cái túi cốc. Một cái túi cốc US. Túi này thì đã qua sử dụng nhưng mà ngoại hình thì còn tương đối là đẹp nha. Không có bị rách lủng, không bị lỗi, chỉ hơi bạc màu theo thời gian thôi. Túi này thì sản xuất năm 1962. Đó, dây đều đầy đủ nha. Túi này thì không có bị lỗi gì, không bị rách lủng, không gì hết, nó chỉ là hơi bạc màu thôi. Hơi bạc màu nhẹ thôi. Rồi để em mở cái túi này ra cho mọi người xem nha. Túi này thì có giá là 1.400.000. Cái này thì mình đựng được khoảng 2 bộ quần áo thôi chứ không nhiều nha. Đây, túi này sản xuất là đời 1962. Túi này sản xuất đời 1962 nha. Hàng chuẩn Mỹ thời xưa. Đó, bên trong này nó có cái lớp ni lông để chống nước. Nó vẫn còn mềm, nó chưa có bị cứng, chưa bị chai cứng gì hết nha. Đó, túi này là túi riêng nguyên bản. Túi cốc của Mỹ. Túi này giá là 1.400.000. 1.400.000 cho cái túi cốc này. Rồi, 182.4 thì đây là một cái túi điện thoại TA312 của Mỹ thời xưa. Túi này sản xuất 1971. Túi này thì em có mấy cái. Đây, 1971 nha. Túi này còn rất là đẹp, rất là dày. Cái dòng túi này nó đựng cái máy TA312. Thì cái máy này nó nặng khoảng 3kg, cho nên là người ta làm cái túi nó rất là dày, rất là chắc chắn nha. Đó, nó sử dụng là khóa, nó kéo là khóa nhôm, khóa số 7. Khóa số 7 là anh em nào chơi mấy cái áo M65 thì mọi người sẽ thấy cái dòng khóa này nha. Một cái khóa rất là mắc tiền. Cái rồi, kích thước của nó này, 30 nè. 30 nhân 15. 30 nhân 15 nhân với 20. 30 nhân 15 nhân 20. Kích thước của cái túi này. Dây này US nè. Đó, cái này thì mình đựng được khoảng 2 bộ đồ thôi, hoặc là mình đựng iPad này, hoặc là laptop mini, hoặc vật dụng cá nhân, bóp ví tiền, bao thuốc gì đó. Rồi, cái túi này có giá là 850.000 nha. 850.000, túi này rất là dày, rất là đẹp luôn. 850.000. Rồi, 182.5. 182.5 thì đây là một cái túi bố. Rồi, đây là cái túi bố của Liên Xô nha. Túi bố của Liên Xô thời xưa, túi này còn rất là mới. Đây, ở bên trong nó thì nó có hai ngăn như thế này, chất liệu vải bố. Đó, một ngăn lớn ở đây và một cái ngăn nhỏ ở bên đây. Nó có một sợi dây để đeo chéo. Đó, nó có một sợi dây, cái này thì em chưa có gài vô thôi. Rồi, túi này thì có giá là 300.000 nha. Này chỉ còn 2-3 cái gì thôi. Đó, túi bố của Liên Xô. Anh em nào thích bụi bặm thì mình sắm mấy cái túi này. Giá rất là rẻ. Hàng Liên Xô thì lúc nào giá nó cũng mềm hơn của Mỹ, nhưng mà chất lượng thì nó không có thua kém gì nha. Hàng quân đội thời xưa. Rồi, túi này thì có giá là 300.000. À, kích thước của nó thì cũng tầm 30. 30 x 15 x với 30. 30 x 15 x 30 nha. Túi này rất là mới. Rồi, giá 300.000. 182.6. Thì đây là một cái túi trống US. Chất liệu vải satin. Túi này mới 100%, chưa qua sử dụng nha. Túi này còn rất là mới, US nè. À, túi này thì sản xuất là đời 2003 nha. Túi này sản xuất đời 2003, chất liệu vải satin. À, kích thước của nó thì đây, cái chiều dài miệng này là 60 này, cái bề cao này là 80. 60 x 80 nha. Đây. Cái chiều dài miệng này nè. Đây, như thế này là 60 này, còn cái chiều cao là 80. Túi này thì mình có thể đựng quần áo. Rồi, cái túi này là mới 100%, chưa qua sử dụng. Chất liệu vải satin, không bị lỗi, không bị lủng rách gì nha. Túi này có giá là 600.000. 600k, 182.6, giá 600. Đây gọi là túi trống US nha. Túi trống US. Kích thước 60 x 80, chất liệu vải satin. Màu xanh, gọi là xanh nòng súng đó. Rồi, giá của nó 600.000. Rồi, 182.7 thì đây là một cái túi quân trang.
một cái túi quân trang này. Túi này chất liệu vải bố rất là dày. À, kích thước của nó, đường kính của nó là 50 nè. Cái đường kính miệng 50 và bề cao của nó là 80. Bề cao 80, đường kính miệng 50. Túi này thì có cái quai sách nè. Và có cái quai đeo giống như là cái ba lô khi mình đựng đầy đồ bên trong á. Túi này rất là to nha, mình đựng được khoảng mười mấy hai chục bộ đồ đó. Mình đựng đồ được đi cả chắc phải nửa tháng đó. Rất là to, chất liệu vải bố. Túi này cũng rất là mới. Túi này khá là mới nha. Rồi, năm sản xuất của nó nè. Đây nè, cái này là sản xuất 1982 nha. Sản xuất 1982. Túi này sản xuất năm 82, hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ. À, đây nó có chữ US nè. US, hơi mờ mờ một xíu. Rồi, túi này em bán giá 800 ngàn nha. À, lưu ý thì cái để coi thử nó có bị sờn. Rồi, nói chung là túi này đẹp nha. Nếu có sờn thì cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi. Đây nè. Nhỏ nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi. Không ảnh hưởng gì nha. Rồi, túi này rất là đẹp. Rồi, giá của nó là 800 ngàn. Túi quân trang US chất liệu vải bố đời 1982. Khá là mới. Rồi, giá của nó là 800 ngàn. Rồi, 182.8. 182.8 thì đây là một cái ba lô Mỹ. Một cái ba lô Mỹ nha. Ba lô này 3 cấp. 1, 2, 3 cấp. Chất liệu vải ni lông. Quay đeo đầy đủ. Thì cái dòng này thì mình sử dụng rất là bền. Nói chung là cái này ngoại hình thì còn khoảng 80% thôi. Đó, hồi trước thì nó cũng có lủng, người ta có khâu lại nè. Nó nhung nó nhỏ thôi nha, không có gì hết. Rồi, ba lô này thì bao xài, đựng được khoảng 7-8 bộ đồ. Ba lô này có giá là 1.300.000. Chất liệu vải ni lông kháng nước nhẹ. Chất liệu vải ni lông kháng nước nhẹ. Giá là 1.300.000. Ba lô này gọi là ba lô Alip của Mỹ. Size là size medium. Ba lô 3 cấp nha. Rồi, giá của nó là 1.300.000. Rồi, 182.9 này, đây là một cái ba lô bằng bố. Ba lô này có 2 cấp, ba lô này của Việt Nam Cộng Hòa xưa nha. Ba lô này là nguyên rin toàn bộ. Khung ít là khung rin, tức là khung ít là khung rin nha. Bây giờ trên thị trường một số nơi thì người ta bán cái khung ít này là khung làm lại thôi. Còn khung này là khung rin thời xưa. Rồi, dây này cũng vậy luôn. Đây, hàng rin thì cái móc của nó là sẽ có móc móc bật US cối xay nha. Móc bật US cối xay. Đây là móc rin theo cái ba lô thời xưa. Nó có 2 cấp. Đó, ngoại hình thì nó cũng có lủng nhỏ nhỏ. Và ở đây nó có dính gì đây? Dính nhựa đường hay cái gì đó. Lưu ý thì nó cũng có lủng nhỏ nhỏ nha. Đây nè, lủng mấy cái vết nhỏ nhỏ. Nói chung là ba lô này thì lủng nhỏ thôi chứ không có to. Đây, nó cũng có bị sờn nè. Đây là ba lô Việt Nam Cộng Hòa thời xưa. Hàng rin toàn bộ, đã qua sử dụng. Độ mới thì nhìn ba lô thì còn rất là mới. Chất vải còn rất là mới, không bị bạc màu nha. Nhưng mà nó cũng có vài lỗi nhỏ nhỏ. Thì giá em bán cái ba lô này là 1.900.000. Đó, nó có hai cái cốc nè. Đó, người ta theo cái lá cờ Mỹ ở đây. Rồi, ba lô này đựng được khoảng 5-6 bộ đồ vậy nha. Đựng được 5-6 bộ đồ. Rồi, giá cái ba lô này là 1.900.000. Rồi, mã số 10 nè. Mã số 10 của ngày hôm nay, đây là một cái túi. Cái túi dùng trong y tế thời xưa. Đây. Túi US. Cái này là biểu tượng của quân y Mỹ nha. Túi này là túi đựng quần áo. Đựng quần áo của bệnh nhân trong quân y Mỹ thời xưa. Túi này rất là to. Cái bề ngang này là 1 mét nè.
Đó, cái bề ngang này là 1 mét. Mọi người biết tại sao 1 mét không? 1 mét là nó vừa với cái giường của Mỹ luôn. Tức là cái túi này á, người ta móc lên hai cái đầu giường này, người ta móc lên cái đầu giường để người ta đựng quần áo bệnh nhân. Tức là người ta đựng quần áo bệnh nhân á. Túi này là sản xuất là 1969 nha. Đây, đây là 169. Túi này là sản xuất là năm 1969. Chất liệu là vải bố màu trắng. Đó, hai cái này nè. Đó, cái này là để móc vô cái đầu giường của Mỹ. Vô mấy cái đầu giường á để đựng quần áo bệnh nhân. Thì chỗ đây nè, nó có bị lủng một lỗ nha. Đây. Lủng hai lỗ. Một lỗ lớn lớn, một lỗ nhỏ nhỏ thôi. Nói chung cái này thì cũng nhỏ thôi chứ không có to nha. Đó, đây mọi người có thể nhìn cái chữ này mọi người dịch ra giùm em nha. Túi đựng quần áo của bệnh nhân thời xưa. Rồi, nó chỉ có lủng ở chỗ đó thôi. Ngoài ra là cái túi này rất là đẹp nha. Và cái túi này cũng khá là hiếm, lần đầu tiên gặp luôn. Rồi, cái túi này em bán giá là 700.000. 700.000 cho cái túi này nha. Túi này có giá trị siêu tầm. Rất là hiếm. Anh em nào chơi đồ Mỹ thì cũng rất là ít gặp cái túi này nha. Rồi, giá 700.000. Rồi, hôm nay em lên 10 mã thôi. Mọi người quan tâm mã nào thì liên hệ với anh em 0983 880 344 nha. Rồi, em xin cảm ơn mọi người.